Hello, xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Hôm nay em lại lên một em bình, một siêu phẩm đẹp trên từng một cm đây mọi người. Đây, hôm nay em lên một khoe với mọi người và giới thiệu với mọi người một sản phẩm của hàng của Italia nhé mọi người nhé. Hàng vẽ tay Italia, chết em nói nhầm mọi người, của Italia mọi người ạ. Men dạng nhé mọi người nhé. Đấy, à, gốm men dạn. Đây em đầu tiên em cho mọi người xem cái chuyện của nó. Đây mọi người. Ở dưới nó là made in Italia đây mọi người nhá. Cái này thì em nghĩ là nó khá là sâu tuổi rồi mọi người ạ. Đây em quay cho mọi người xem này, men dạn của nó này. Men dạn thôi nhá mọi người nhá, không phải là nứt nhá, vẫn đựng được nước bình thường nhá. Đấy, cái này thì là khá là to luôn mọi người ạ. Để em đo kích thước cho mọi người xong em sẽ quay họa tiết nó cho mọi người xem. Chiều cao của nó lên đến là 88 mọi người nhé, lên đến cái quai này là 88 mọi người ạ. Chiều cao là 88, em đo vòng bụng nó xem là vòng bụng nó là bao nhiêu. Vòng bụng của em nó là 95 nhé mọi người nhé. Vòng bụng của nó là 95. Hàng của Italia, đây có cái quai vẽ vàng này mọi người. Đây mọi người, vẫn còn cái giấy dán Italia đây mọi người. Đấy, Italia nhá, bên trong cũng là men dạn luôn mọi người. Cái này là khá là đẹp luôn mọi người. Họa tiết vẽ tay nhé mọi người nhá. Họa tiết này vẽ tay bền bỉ theo thời gian, không bao giờ bị lỗi mốt đây mọi người. Hoa này. Đấy, bây giờ em sẽ quay xung quanh cho mọi người xem nhé. Cái này nó to, nó nặng mọi người. Em không có bàn xoay nên là quay nó hơi khó một chút. Em đứng dậy em quay cho mọi người xem. Men dạn theo thời gian mọi người ạ. Một siêu phẩm đến từ Italia mọi người nhé. Mọi người xem video của em, ai mà muốn mua em này về để trưng bày chuẩn bị đón Tết thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, em quay cái miệng cho mọi người xem này. Cái miệng này như kiểu là cái này là như kiểu cái cốc thần đèn đấy gì mọi người. Đấy, đây mọi người. Nhìn trông xinh không? Men dạn. Khá là tuyệt vời luôn mọi người. Đây, em quay ở dưới phần đáy bình cho mọi người xem nữa. Đây. Đáy bình đây, made in Italia nha mọi người nhá. Đây là họa tiết của nó đây mọi người. Em quay vào cái chỗ họa tiết vẽ tay cho mọi người xem này. Em quay từ góc ngoài ra xong rồi cho mọi người xem. Cái này em nghĩ là cũng tuổi đời của nó khá là lâu năm rồi mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua em này thì cứ liên hệ với em mọi người nhé. Liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Đấy, bên này là nó cũng có một bông hoa nữa mọi người. Cái đặc trưng của hàng Italia là họ cái nét vẽ của nó là gần như không bao giờ có thể ai có thể vẽ giống hay ăn cắp được cái cách vẽ của hàng Italia mọi người. Vẽ rất là đẹp luôn. Em quay cái tai này cho mọi người xem này. Tai này tai vàng nhé mọi người nhé. Tai này khá là cao đấy mọi người ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Thôi mọi người ơi, em xin phép em kết thúc video đây mọi người.
Mọi người cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã xem video và từ trước nay đã ủng hộ em nhé. Và em chúc mọi người xem video có một buổi tối vui vẻ. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.